Chào mọi người, mình nhận được chiếc cạc này từ hôm qua mọi người ạ. Một chiếc cạc mà trước đây mình đã từng sửa tem bảo hành của mình đây mọi người ạ. Đến ngày 22 tháng 4, tức là mình sẽ sửa nó trong vòng khoảng độ ngày 20 tháng 3 mọi người ạ. Bảo hành 1 tháng mà, thì thông thường mình ghi quá lên khoảng độ 2 ngày hoặc 3 ngày hoặc 4 ngày, thì khoảng từ 18 đến 20 tháng 3. Thì hôm nay là giờ tháng 5 rồi mọi người ạ. Tháng 5 như vậy hết bảo hành khoảng độ gần 1 tháng. Hết bảo hành khoảng độ gần 1 tháng thì cạc lại bị lỗi. Mình có ghi Zalo Vũ Long ở đây để mình tiện liên lạc lại với bạn ấy. Vì mà bạn gói hàng tương đối sơ sài mọi người ạ, nên là khi mà nhận hàng ấy, mình đã bỏ cái gói hàng ấy đi rồi. Khả năng là mình vẫn còn dư một vài gói ở đây, nên là lúc gửi lại thì mình sẽ thay gói mới cho bạn đấy. Nó bị cái lỗi như này mọi người ạ. Mình đã xử lý cái lỗi nguồn VCO của nó trước đây mọi người ạ. Trước đây nó mất VCO và nó mất toàn bộ nguồn. Nhưng hiện tại bây giờ ấy thì nó không chỉ mất, nó vẫn có VCO. Mình sẽ cho mọi người tham khảo nhé. Mình bật đồng hồ dòng này, rồi mình cấp dòng cho nó. Rồi nhá, cấp dòng nhá, rồi mình cấp này. Ở đó đang đủ nguồn này mọi người này, 1,2 là nó đủ nguồn nhá. Một lúc thì nó mất thôi. Đủ nguồn thì mình sẽ đo cho mọi người xem cái lúc mà nó đủ nguồn thì nó như thế nào nhá. Đủ nguồn là nó có hết nguồn luôn mọi người ạ. Đây mình kim mình lấy mát đã. Mát này. Không phải 8 này, được 0,86 này. Chỗ này là nguồn giam này. 1,4 này. Nó bị cao nhá, 1,35 nhá. Mình ghi qua đây là nó lấy mẫu nó không chuẩn. Nguồn 1.0. 1.0 đo ở đây mọi người nhá. 1V đo ở đây này. Đây mất rồi này mọi người này, mất này. Xuống tới 0,93 là mất nguồn nhá. Hôm qua mình để ý đã như thế. Nguồn giam vừa có là mất này. Đây mọi người này, nguồn VCO vẫn còn đấy mọi người nhé, 0,9 mà nguồn VCO vẫn còn đấy. Và hiện tại mất nguồn RAM này, mất tiếp cả nguồn PEC luôn này, 1.0 mất này mọi người này. 1.8 thì vẫn còn đấy, nhưng mà mình không tháo ra nữa vì mình chỉ sửa cái mặt phía sau rồi thôi mọi người ạ. Sửa mặt sau rồi thôi, và giờ mình sẽ tiến hành sửa chữa nó cho đủ nguồn. Còn việc mà nó chạy được hay không ấy thì còn tùy thuộc vào con GPU của nó có tốt hay không mọi người nhé. Mình đã đi lại một cái đường mạch mọi người ạ. Tem vẫn còn nhá, chưa tháo ra vì mình chỉ sửa cái mặt phía đằng sau rồi thôi. Rồi mình cấp nguồn này. Nó ăn 1,25. Như lúc đầu mọi người nhá, lúc đầu nó ăn 1,25 à. Mình sẽ đo mọi người xem nhá. Nhưng mà chỉ một tí thôi, một chốc một lát thôi là nó sụt xuống 0,9. À vẫn chưa được rồi mọi người ạ. Vẫn chưa được nhá, đang sụt xuống 0,94 rồi. Như vậy là mình chưa sửa thành công nó rồi mọi người ạ. Như vậy mình chưa sửa thành công rồi. 0,82 mọi người này. Mình sẽ phải xử lý lại nhá. Như vậy là chưa ăn thua rồi, khả năng phải tháo ra mọi người ạ. Mình cũng vẫn xử lý cái mặt trên này mọi người ạ. Vẫn xử lý cái mặt bên trên này. Đấy, tuy nhiên là thay thế một vài linh kiện và thay cả một vài chỉ số của nó nữa mọi người ạ. Xem thử xem là nó có ok không. Chứ mình cảm thấy cũng không an tâm lắm đâu. Con này có lẽ mình sẽ test khoảng độ 3 hôm rồi gửi lại cho khách. Hiện tại thì nó đang ăn 1,28 nhá. Mình sẽ đo cho mọi người xem. Nó hiện tại đang đủ nguồn rồi đấy. 1,37 này. Là nguồn RAM này. Nó không mất nữa mọi người nhá. Mình ghi được một lúc rồi nó không mất nữa. Nhưng mà lại nó chỉ một lúc rồi nó mất thôi. 1.01V này. Như vậy là ok mọi người nhá. Mình sẽ phải thay một số vị trí linh kiện để cho nó thay linh kiện và thay khác chỉ số so với nhà sản xuất để cho nó có thể chạy được. Bây giờ phải gắn vào test đã. Duy nhất phải qua là cái bài benchmark xem như thế nào mọi người ạ. Thì treo lâu lâu một chút về giao cho khách. Khách bị dùng được hơn 2 tháng mọi người ạ. Hết bảo hành hơn 2 tháng nhỉ. Hết bảo hành từ tháng 4 giờ đến tháng 5 mới bảo hành được gần 1 tháng, tức là khách dùng được khoảng độ gần 60 ngày.
mình sẽ hỗ trợ khách chi phí sửa chữa vì đã tin tưởng và ủng hộ mình. Và bây giờ mình cắm vào ven mát thử xem sao nhá. Đã lên mọi người nhá. Nhưng mà mình đang xuất VGA on thôi. Xem VGA rời nó chạy ok không. Nhưng vừa nãy là chỉ có mấy giây thôi mọi người ạ. Chắc loanh quanh khoảng độ 10-15 giây gì ấy là nó bị lỗi. Sau ấy là nó không chạy nữa. Tranh thủ kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua mình có nhận được một bảo hành. Một chiếc cạc 750 Ti mình sửa. Sau khi sửa xong là nó bị cái lỗi cứ vào window là xanh màn mọi người ạ, vào window xanh màn rắc hình. Thế là kiểm tra nghĩ nghĩ lại hóa ra là khách của mình là khách thợ mọi người ạ. Thế là chắc khả năng cao anh cũng để những cái con cạc như này mọi người này. Chỗ ở của mình nguyên chỗ này nhá, là toàn xác mọi người nhá, không có con nào sống đâu. Toàn xác để mình lấy linh kiện thôi. Là khách cũng khả năng là cả sống nhưng khách để kiểu này. Tức là phía đằng sau nó lại bung mạch mọi người ạ. Nó đứt mạch. Xong rồi rụng mấy con linh kiện rồi. Thế mình ngồi mình gắn lại, thế là nó lại chạy ok. Lại chạy ok thì mình chỉ nhắc nhở khách cho mọi người. À con này 2060 mọi người ạ. Không phải 1060, 2060S nhá. Hàng xịn đấy. Rồi mình sẽ xuất hình. Rồi xuất hình ok. Rồi benchmark thôi mọi người ạ. 2060 thì cứ kéo 8K cho nó mượt. Con này cho đưa phải chờ một lúc. Chờ một lúc là hết đơ là mới chạy được đó mọi người ạ. Hình như Liên Minh Điện Thoại hôm nay có bản cập nhật. Anh thùm mở chờ những app cập nhật luôn. 8K này. Đây. Cập nhật phiên bản mới mọi người ạ. Tí đã chơi cho nó mượt. Làm giải trí mà ván game. Cho đầu óc có đỡ căng thẳng mọi người ạ. Khởi động lại hệ thống để trò chơi. Dạo này Liên Minh rất buồn cười nhé mọi người à. Liên Minh à, cứ mỗi lần là phải reset máy bắt đầu nó cho chơi mọi người ạ. Không cho chơi. Không biết ở ngoài quán net các anh có bị thế không? Mấy ngày ở ngoài quán net như cũng bị hay sao ấy. Cứ bắt khởi động lại thì với cái server bot chum mình làm sao mà khởi động lại xong nó vẫn thế chứ. Xem nó mở chưa. Đây mình đang khởi động lại trò chơi chứ không phải là khởi động lại máy tính mọi người ạ. À vào rồi đây. Vào rồi mọi người ạ. Nó là cập nhật ở đây nữa cơ. Ồ. Thế là hết một mùa hạng rồi. Mùa này mình đánh có 5 trận đều có bạc cơ mọi người ạ. Chắc là phải. Mùa này mình toàn đánh toàn đánh cái môn TFT vậy thôi, không chơi truyền thống nữa. Thôi bây giờ kệ lắm, mình run đi xem mà benchmark ổn không mọi người nhé. Loay hoay mất cả chắc khoảng 30-40 phút rồi đấy mới làm con cạc này xong. Như vậy là nó chạy cũng được lâu lâu rồi mọi người nhá. Mình thì cái này thì mình bình thường mình thấy lúc mình mới nhận ấy thì khoảng độ chắc chỉ khoảng 30 giây thôi là nó sẽ sập. Nó sẽ mất nguồn RAM, mất nguồn tuyến sau của GPU mọi người ạ. Nhưng vẫn chạy tốt rồi mà nhỉ. Trong đầu mình nó đang nảy sinh mấy ý nghĩ không biết nó có lỗi còn ICV core không. Nhưng mà không, nó không lỗi ICV core đâu mọi người ạ. Vì là trước bị sụt áp mình đã bỏ một linh kiện đi rồi.
Mọi người có cảm thấy khung hình nó bị khựng không? Nó bị khựng khung hình nhé. Đấy, mọi người có cảm giác khung hình nó bị khựng lại một tí không? Phải không nhỉ? Con này có tỷ lệ lỗi GPU mọi người nhé. Con này có một phần tỷ lệ lỗi GPU. Mình sẽ test cho khách kỹ hơn một tí. Mình sẽ test cho khách kỹ hơn một tí để xem thế nào. Mình cảm giác chạy lặng khung hình nó sẽ bị khựng lại. Hay là mắt mình làm sao nhỉ? Có mọi người nhé, không phải mắt mình làm sao đâu. Con này chạy lặng là khung hình bị khựng lại một tí. Kiểu hôm nay là sụt FPS đấy mọi người ạ. Mình sẽ test cho khách lâu hơn một chút. Nếu mà bên nó ok thì lẽ mình vẫn sẽ kết thúc video. Nhiệt cao mọi người ạ. Nhiệt tầm 78, 79 độ rồi. Khả năng 2060 thì nó sẽ nóng hơn là 1660 mọi người ạ. Nó bị khựng khung hình nhưng nó vẫn chạy. Có lẽ con này chip con GPU cũng hơi kém mà mọi người ạ. Khoai ghê nhỉ. Rồi mình sẽ treo thêm cho khách một thời gian nữa. Hết phần cảnh 17 rồi, có lẽ mình vẫn sẽ kết thúc video lại đây. Mình đã khôi phục lại được một chiếc card Mali 2060S Super. Mali 2060 Super. Với cái lỗi của nó là có nguồn GPU nhưng mất nguồn tuyến sau, mất nguồn RAM và mất nguồn PEG. Mọi người ạ. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveBC nhé. Nếu thấy video hữu ích thì ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cần sửa chữa thì liên hệ với mình ở phần mô tả của video. Mình có để số điện thoại, Zalo, Facebook của mình ở dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.